Vâng, các bác nhà mình mà bác nào mà thích chơi Range Rover mà hàng độc hàng hiếm thì các bác gặp em ạ. Con này nó full không còn cái gì để mà full nữa luôn. Thứ nhất đây các bác nhìn này, lùi chuồng tự động này các bác này. Đấy, lùi chuồng tự động các bác nhá. Đấy, trên chiếc xe bản này bản đặt. Đấy, có tính năng đặt thêm lùi chuồng tự động từ nhà sản xuất các bác nhá. Và cái thứ hai đây này các bác này, 5 chế độ lái này các bác này, 5 chế độ lái này. Cái thứ ba này, con này của em nó có cả sấy yếc này, sấy ghế sấy yếc này các bác này. Cái thứ tư là con này của em nó có eco này. Đấy, eco này. Đấy, cái thứ năm. Đấy, cái thứ năm là nó có cảnh báo va chạm điểm mù này các bác này. Đấy, cảnh báo va chạm điểm mù trên hai gương này. Rồi là cam 360 độ các bác nhá. Cam 360 độ, rồi là vành 20 in các bác nhá. Vành 20 in, vành rất là to này các bác nhá. Vành 20 in rất là to này. Tất cả chi tiết của phanh của chiếc này rất là sáng các bác nhá. Con này là nó lại là một chiếc xe mà phiên bản cao cấp, hộp số 9 cấp các bác nhá. Hộp số tự động 9 cấp. Vâng, thì trước mắt các bác em Khương xin giới thiệu đến các bác một chiếc xe Range Rover phiên bản con này là phiên bản Premium các bác ạ. Bản Premium là bản cao cấp nhất. Cũng là bản đắt nhất, cũng là bản đầy đủ nhất của Range Rover. Không những là đầy đủ mà lại còn được bản này lại còn được cá nhân hóa riêng thêm cái tính năng lùi chuồng tự động các bác ạ. Tại vì bình thường cái dòng Range Evoque này, khi mà các bác muốn mà có cái tính năng lùi chuồng tự động là các bác phải đặt thêm các bác, đặt thêm, mất thêm tiền thì là nó mới có thêm cái tính năng lùi chuồng tự động các bác ạ. Còn đâu bình thường thì nó sẽ không có. Những cái dòng xe cao cấp là nó sẽ luôn có những cái tùy chọn để cho các bác, để nhà sản xuất sẽ sản xuất ra những cái theo ý các bác. Đấy. Thì chiếc xe này thực sự với các bác, Range Rover cũng là giờ bây giờ là một cái dòng xe mà được các bác nhà mình rất là ưa chuộng rồi. Thứ nhất là nó là gầm cao, thứ hai nó lại là hai cầu, cái thứ ba nó lại form dáng đẹp, form dáng thiết kế đẹp, và đặc biệt cái bản hộp số 9 cấp này các bác chạy nó êm này, nó mượt này. Đấy, nó êm, nó mượt, nó sướng lắm. Đấy. Đấy, gầm cao. Và nó lại là cái dòng mà vừa phải các bác ạ. Nó không to quá, đấy, nó cũng không bé quá, mà nó là một cái dòng mà rất là vừa vặn để các bác chạy đường phố, cũng như là các bác có thể chạy những cái đường dài. Một chiếc xe rất là đẹp luôn, và cũng vừa cái tầm tiền. Đó, vừa cái tầm tiền tài chính của các bác. Trước thì 3-4 tỷ đồng, con này thì không dưới 4 tỷ rồi các bác ạ. Tại vì cái bản full như này, bản bình thường đăng ký lăn bánh các bác đã phải hơn 4 tỷ một chút rồi. Không nói gì cái bản con này bản full như này. Con này bản đủ nhất luôn. Bác nào thích chơi đời cao, gian đời cao đấy, các bác chơi chiếc này thì nó là hết ý luôn rồi. Không có gì để phải lăn tăn suy nghĩ luôn. Khấu hao thì hết rồi. Các bác chơi tẹt tèn tèn đi các bác nhá. Đấy, tất cả các cái đèn đóm mọi cái đều còn rất là mới và đẹp luôn. Đèn đóm rất là mới và đẹp luôn. Máy móc thì êm ru luôn. Nếu mà để gian mà có cái máy máy nó chất, máy nó zin đẹp. Đấy, như này thì rất là ít các bác ạ. Con này đời rất là cao các bác nhá. 2014, 2016 mới lăn bánh rồi các bác ạ. Xe còn thì rất là chất và đẹp luôn. Màu trắng sport các bác nhá. Trắng sport. Nhìn rất là ngầu đúng không ạ? Cái form này nó cũng rất là giữ form. Đến 2015, 16, 17, 18 nó cũng dựa dựa xem như này thôi. Không khác nhau là mấy đâu các bác ạ. Tem đón tất cả các cái đều rất là mới luôn các bác nhá. Tem dấu nhà sản xuất này vẫn còn nguyên này. Đấy. Đèn sau đây cũng các bác này cũng rất là mới luôn này. Đèn đóm các bác nhé. Xe rất chất và đẹp luôn. Cam 360 độ các bác nhé. Cam 360 độ luôn. Cốp điện hai cầu. Lỉ yếc đây các bác nhìn đây. Rất là mới đấy. Con này em còn chưa dọn đi đâu các bác ạ. Vẫn bụi bản nguyên đây các bác nhé. Vẫn bụi bản nguyên này. Lốp lát này. Cốp điện. Dòng gian này nó có một cái mà
rất là hay, đó là cửa sổ trời panorama toàn cảnh này các bác này. Đấy. Bác nào mà hay bị say xe này, đấy, thì các bác ngồi con xe nó không bị bí, đấy, cảm giác nó không bị ngột ngạt, đấy, nó sẽ không bị say. Đấy. Và cái con này nó là cái bản hộp số 9 cấp rồi, các bác chạy nó êm, nó mượt và nó sướng lắm. Loa thì nó lại là loa Meridian, mà cái dòng mà cái đời mà 2014 này các bác nghe âm thanh nó sẽ hay hơn những cái mà đời mà hộp số 7 cấp đấy các bác ạ. Nghe nó hay hơn đấy, nghe nó sâu hơn, nghe âm thanh nó hay hơn. Đó. Các bác trời tối mà vào cái con này thì nó sẽ có cái đèn sáng ở lên đây luôn. Land Rover nó có sẽ sáng ở đây luôn. Lỉ các bác nhá, đều rất là mới luôn. Chung bác nào thích chơi xe đời cao thì các bác chơi con này. Chơi con này hết ý luôn, không phải lăn tăn suy nghĩ gì. Đời cao rồi, mọi cái nó đều rất là mới. Màn hình màn nước đều là start top, nói chung là không thiếu một cái gì cả. Từ cái nước sơn của nó các bác nhé, từ cái nước sơn của nó, từ cái lòng trong, từ cái bên ngoài đều nét căng luôn. Tất cả mọi cái, từ các nút, các phím đều rất là đẹp. Âm thanh nó là đỉnh cao luôn này. Bác nào thích âm thanh lên con gian này thì nó là quên lối về luôn đấy các bác, không muốn xuống luôn. Đằng sau này cũng có sấy xiếc các kiểu đấy các bác này. Đấy, cái con thế hệ mới nó lại cải tiến thêm một chút. Đấy. Cải tiến thêm một chút. Nói chung cái dòng gian em thấy trong cái tầm tiền thì nó là một cái dòng xe mà có thể gọi là hội tụ rất là nhiều những cái yếu tố, rất là nhiều những cái yếu tố các bác ạ. Đấy. Gầm cao này lại tiết kiệm xăng các bác ạ. Gầm cao những con này nó ăn rất là hợp lý, 9-10 lít. Đấy, chứ nó lại không tốn. Đấy. Chứ nó không như cái con Land Rover mà thùng to 5.0 thì lại ăn nhiều hơn, nhưng mà cái con này 2.0 các bác chạy nó rất là ít. Và nó lại rất là nhiều chế độ lái, xong lại âm thanh hay. Đó, xong lại nói chung là con này thì có rất là nhiều cái hay các bác. Cái hay đầu tiên mà nhìn thấy là cái form dáng cái của con Land Rover này nó rất là đẹp. Thực sự các bác là ai nhìn cũng phải là thích thôi các bác. Ai nhìn con này cũng phải là mê. Em ngày xưa em cũng rất là mê con Land này. Nhưng mà lúc khi nó mới ra nó rất là đắt nên là cũng tiếc tiền, không dám mua. Nhưng mà bây giờ thì các bác chơi nó là quá là ok luôn rồi. Một chiếc xe mà phải nói thực sự với các bác là nó còn rất là mới. Nó còn rất là mới. Bác chủ đi con này rất là giữ gìn, mà trong khi đó cái khấu hao nó rất là lớn cho các bác rồi. Đấy, thì các bác chơi, các bác trải nghiệm nó lại rất là ok các bác nhé. Tất cả mọi cái này các bác nhìn này, từ các cái chi tiết nhựa ấy của nó đều rất là mới luôn. Từ những cái chi tiết tem mác rồi là những cái mặt dàn cò ấy, mọi cái xe nó rất là tươi các bác nhé, rất là tươi sáng này các bác nhìn này. Xe nó các cái chi tiết cơ khí của nó các bác nhìn nó đều rất là đẹp, sáng trưng luôn. Nó không bị xỉn các bác ạ. Chiếc xe nào mà chạy nhiều nó sẽ bị xỉn, nó sẽ bị xỉn đi, nó không còn được tươi, không còn được sáng nữa. Đây các bác nhìn bên trong này, các cái chi tiết cơ khí này, nó đều rất là sáng luôn. Từ các cái ống cái yếc của nó đều rất là đẹp luôn. Con xe các bác chạy nó êm lắm, chạy êm mượt. Land Rover mà những con chất các bác chạy thì nó là tuyệt vời luôn. Dòng gian xe chất các bác chạy nó thích lắm. Gầm cao chạy nó thoáng là nó lại vừa tiền, quan trọng là nó rất là vừa tiền các bác. Form dáng thì đẹp, form dáng kiểu dáng của nó thì không chê được rồi. Vành bánh tất cả các cái, từ cái la răng nó
rất là đẹp luôn. Các cái chi tiết logo biết. Phần vỏ thì led căng rồi. Phần vỏ con này led căng luôn này. Xe rất chất luôn các bác nhé. Màu trắng này bên trong này các bác nhìn này. Rất là đẹp các bác nhé. Từ cái tay lắm cửa này. Các cái này. Âm thanh nó là đỉnh cao luôn rồi các bác nhé. Âm thanh con này nó là quên sầu luôn rồi. Các cái đều rất là mới luôn. Nội thất quá đẹp luôn các bác nhé. Các chi tiết tem mác nét căng luôn. Màu trắng nội thất kem. Hết ý luôn các bác. Con này ngồi cũng rất là rộng các bác nhé. Sướng nhất đây các bác nhìn này. Cái xe nó nước sơn nước ghét mọi cái nó đều rất là tươi đẹp. Nội thất mê luôn. Các bác nào thích đời cao các bác chơi con này. Hộp số 9 cấp rồi. Hết bài luôn rồi các bác nhé. Hộp số 9 cấp. Con này nó bản full các bác ạ. Bản full. Còn bản đặt thêm những cái tính năng. Lùi chuồng tự động. 5 chế độ lái. Đó, eco rồi là cảnh báo điểm mù trên gương. Cam 360 độ. Sấy sưởi ghế. Nó là full kịch kinh rồi. Con này của em nó là full kịch kinh rồi. Em khẳng định luôn trên thị trường. Để mà kiếm được một con bản full như này các bác nhé. Không bao giờ có luôn. Hiếm lắm các bác ạ. Hiếm lắm luôn. Bác nào thích chơi chơi xe mà thích chơi hết bài thì các bác chơi con này nó là hết bài luôn rồi. Full kịch lóc luôn. Không còn thiếu một cái gì để không full nữa. Khấu hao thì hết rồi các bác ạ. Khấu hao thì hết rồi. Quan trọng cái xe nó rất là chất luôn. Các bác nhìn này. Các cái chi tiết này nó mới như thế. Nỗi đen kít kịt như thế này. Mới keng như thế này. Các bác nhìn nó sướng chưa. Nội thất nội yếc nó đẹp. Sạch sẽ nó sáng. Sang. Khấu hao thì hết mất rồi. Chắc lịch luôn. Đó, vâng. Thì bác nào mà thích chơi Land Rover thì các bác đời cao hộp số 9 cấp các bác liên hệ với em. Con này là lăn bánh lần đầu là 2016. Đấy. 2015 16 thì em nhớ hình như cuối 2015 hay 2016 gì đấy. Sản xuất thì 2014 các bác nhá. Thì bác nào mà quan tâm yêu thích thì các bác alo cho em theo số hotline 0833 1199 các bác nhé. Con này thì đăng kiểm đến tận 2025 cơ các bác. Bác nào quan tâm nhớ thích theo alo cho em.